Thanh, đang ăn gì đó? Dạ, xin chào đầu bếp Thu Hà. Cô ơi, cái trái này là trái gì mà nó chua quá trời chua luôn cô? Đây là quả sấu và nó là một loại trái cây mà người ta thường nấu chứ người ta không có ăn chơi được. À, hèn gì mà cắn vào một cái là Hồng Thanh giật mình luôn, bởi vì nó chua ơi là chua. Mà tại sao hôm nay trong bếp của món ông mỗi ngày lại có những cái quả sấu này vậy cô? Hồng Thanh hãy kiểm tra hộp thư thoại đi, sẽ có một bất ngờ cho em đó. À, vậy là hôm nay cô Thu Hà đã chuẩn bị một bất ngờ cho Hồng Thanh nha. Nhưng trước khi nghe hộp thư thoại thì chúng ta sẽ cùng chào quý vị khán giả nha cô. Đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe hộp thư thoại xem là có bất ngờ gì ở trong đây nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi là Hiền, hiện đang ở Hà Nội. Tôi là fan rất hâm mộ của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi đã gửi một ít quà từ Hà Nội đến đầu bếp và các thành viên thực hiện chương trình, không biết mọi người đã nhận được chưa? Nếu được, đầu bếp có thể dùng món quà này như là một nguyên liệu để biến tấu thành một món ăn ngon mà lạ cho khán giả được không ạ? À, vậy là Hồng Thanh biết rồi. Đây là món quà của một vị khán giả ở Hà Nội gửi về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta đúng không cô? Đúng vậy. Thay mặt ekip làm chương trình, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Hiền. Qua chương trình, tôi sẽ giới thiệu một món ăn mới như là một món quà dành cho chị và quý vị khán giả đang theo dõi Món Ngon Mỗi Ngày. Như Hồng Thanh và quý vị khán giả đều biết thì người miền Bắc, đặc biệt là người Hà Nội, hay dùng những quả sấu để chế biến thành những món ăn vào mùa sấu. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang vào mùa nóng. Vậy nên là tôi sẽ giới thiệu một món ăn mới lạ từ những quả sấu. Món ăn có tên gọi là cá chép kho quả sấu. Vậy để làm được món ăn này thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy cô? Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một con cá chép khoảng 500g, 150g quả sấu, 100g thịt ba chỉ, ớt hiểm, ớt sừng, mía, hành lá, màu điều, nước màu dừa, hành tỏi băm, tiêu giả bể, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ thì mình bắt đầu sơ chế ha. Phần đầu hành lá thì mình sẽ cắt riêng, phần lá thì mình sẽ cắt khúc ha. Rồi, ớt hiểm này mình cũng sẽ đập dập luôn. Còn phần ớt sừng này thì mình sẽ cắt lát. Phần mía này thì bây giờ cô sẽ chẻ thành những cái lát mỏng mỏng ha. Rồi, bây giờ thì phần mía đã xong rồi đó. Cô sẽ cắt thịt thành những cái miếng hành que nhỏ nhỏ ha. Mình sẽ cho cá vào trong một cái tô và cho cả phần thịt vô luôn, ướp chung. Chúng ta sẽ ướp với lại 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê nước màu dừa, 1 nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành tỏi băm. Tiếp theo thì cô sẽ cho 4 muỗng canh nước mắm. Theo chúng ta sẽ trộn đều phần thịt cá này lên. Và một điều đặc biệt thì quý vị khán giả cũng lưu ý là cái phần đầu hành lá đập dập á, chúng ta cũng sẽ nhét vào bên trong bụng cá. À, chúng ta sẽ lấy quả sấu lên ha, và mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống của quả sấu, và sau đó thì chúng ta sẽ cắt dọc theo cái quả sấu ha, và chúng ta sẽ cắt hai đường. Cô Thu Hà ơi, ai cũng biết thì trái sấu này là một đặc sản của Hà Nội. Vậy thì nếu như quý vị khán giả ở trong miền Nam của chúng ta muốn ăn cái món cá chép kho quả sấu này mà không tìm mua được những cái quả sấu tươi xanh này thì chúng ta còn cách nào khác không cô? Ở miền Nam hiện giờ vào mùa sấu thì cũng có bán quả sấu rất là nhiều. Có những lúc thì không có quả sấu tươi thì chúng ta cũng có thể dùng sấu đông lạnh thì món ăn vẫn thơm ngon. Cô đã chuẩn bị một cái nồi rồi đây, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho phần mía vào lót ở dưới đáy nồi. Như vậy thì món ăn sẽ có hương vị thơm ngon của mía, đồng thời là thịt và cá không bị dính vào đáy nồi. Quý vị sẽ cùng lưu ý nha, đó là chúng ta dùng mía lót dưới đáy nồi để món ăn có mùi vị thơm ngọt của mía, và bên cạnh đó thì giúp thịt cá không có bị dính vào đáy nồi. Đây là một bí quyết nhỏ nhỏ nhưng mà rất là hay đó nha quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần cá đã ướp vào trong nồi, cho thịt vô. Dạ. Chúng ta sẽ cho xen kẽ luôn cả cái phần quả sấu vào. Phần nước ướp này mình cũng sẽ cho luôn, bởi vì đây chính là gia vị ha. Chúng ta sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng canh màu dầu điều. Cuối cùng chúng ta sẽ cho vào đây là 2 quả ớt hiểm đập dập. Chúng ta sẽ bắt nồi lên bếp và mở bếp lên. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây là khoảng 2 chén nước sôi ha. Quý vị khán giả lưu ý là khi kho cá thì ban đầu chúng ta sẽ kho với lại lửa lớn, sau đó chúng ta trở cá và chúng ta sẽ giảm lửa vừa, và nhớ là đậy nắp vung để cho thịt và cá chín mềm và thấm gia vị. Khi kho cá thì chúng ta để lửa vừa, đậy nắp vung lại để cá thịt có thể thấm đều gia vị, và khi ăn thì cá sẽ có một cái độ mềm mềm đó quý vị. Khi mà nước bắt đầu sánh lại và cá thấm gia vị rồi thì cuối cùng chúng ta cho thêm phần ớt và hành vào thôi. Chúng ta
sẽ trình bày ra dĩa. Dạ. Dĩa thức ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đúng không cô? Đúng rồi. Cắm lên một cọng ngò nữa là xong. Cô mời Hồng Thanh ăn và chia sẻ cảm nhận ha. Dạ. Em xin cảm ơn cô Hà. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hồng Thanh được thưởng thức món cá chép kho quả sấu này nhưng mà cảm thấy rất là thích luôn quý vị. Cá của chúng ta thì chín tới nè, mềm và cũng săn chắc và rất là thấm gia vị. Bên cạnh đó thì sấu lại có cái vị chua chua dịu dịu, không có quá chua như là các cái loại quả chua khác, rất là ngon. Có thể nói là món ăn này có sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn mặn, chua chua, cay cay, rất là hấp dẫn. Món này mà dùng chung với cơm trắng chắc là tuyệt vời lắm luôn đó quý vị. Quý vị thân mến, hy vọng rằng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ trở thành một người bạn chân thành và đáng tin cậy. Hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại 0838237557. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.monngonmoingay.com. Hay là quý vị cũng có thể tìm kiếm từ khóa là Món Ngon Mỗi Ngày để có thể đi đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.